Dạ, dạ. Anh Phong sẽ tặng cho cô chú anh chị nghe Nam Xuân và Nam Mai luôn. Mỗi 8 câu anh ha, 8 câu Nam Xuân, 8 câu Nam Mai. Dạ. Xong hả anh? Có người gửi tiền, anh ở trong sọt có tiền. Anh ấy để em sợ nó cao lên rồi nó bay. Rồi tiền nó bay. Dạ. Còn đây nữa. Tiền này nó dễ bay lắm. Lâu lâu anh phải coi một lần. Đây nó bay. Ta tám câu xuân tình đi anh Phong. Dạ. Chữ nó chạy nhiều phải không anh ha? Lâu quá anh không có đợi cái bài này. Chưa có ngọt lắm. Chưa ngọt lắm nhưng mà em nghe chữ chạy nhiều nó mùi. Người ta nói anh giống Hữu Hạnh kìa. Giống bác Hữu Hạnh á. Chắc là đó giờ đi nghe danh của ông thôi chứ chưa được gặp ông. Anh có thường học chữ đàn của bác không? Của Hữu Hạnh á. Tự phát thôi, tự chế. Rồi này đó đi đàn ca tài tử thường người đàn mấy cái bài này, còn bây giờ đâu có đàn mấy này đâu. Dạ. Đàn dụng cổ với cái tường đồ cho nó mùi để mình bán đồ vậy thôi. Cho nó dễ đi sâu vào lòng người phải không anh? À, còn mấy cái bài này đâu có đàn thường đâu, đàn nó đâu có được nhọt. Tại nó vui quá, phải không? Rồi, cái bài này nghe cái lúc mà em đi ngang em nghe cái tiếng đàn của anh cái bài những cái lúc lần trước á em nghe cái bài mà dân thiên tường hay là cái bài chứ anh nói đúng là dân thiên tường nó mùi. Dạ bác mua giúp ảnh đi bác. Mai mốt anh ngồi xích vô cây cần đàn, nó xích vô để đâu nó đụng cái cây cần đàn của anh, đầu cần á. Anh cứ đàn cho mọi người nghe đi. Tiền người ta mới gửi cho anh. Anh có lời nào muốn nói với mọi người không anh Lợi? Anh Phong chứ lộn, anh Lợi hoài. Anh có lời nào muốn nói với mọi người mà anh Phong? Anh không biết nói gì thôi, chỉ mong mà mọi người có đi ngang ngã tư mua quyền ủng hộ giùm. Dạ. Đồ bán vậy thôi. Dạ. Thầy ha anh. Xin đi phải không? Dạ. Mấy giờ anh? 9 giờ rưỡi. Anh về luôn chưa? Nửa tiếng nữa anh mới về.